Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông Tấn. Thưa quý vị, Công an tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án bắt tạm giam đối với Huỳnh Lương Bằng sinh năm 1996, Lương Minh Tín sinh năm 1996 cùng trú tại thành phố Tuy Hòa và Lương Hoàng Tín sinh năm 1989 trú tại thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Vụ việc xảy ra vào tháng 10 năm 2022, nhóm đối tượng này đã thuê nhà, mua sắm thiết bị rồi đăng tải trên Facebook tuyển dụng nhân viên tư vấn bán hàng qua mạng, đồng thời tìm kiếm những người sử dụng thẻ tín dụng thanh toán trực tuyến tại các siêu thị, trung tâm thương mại để liên lạc hỗ trợ chuyển tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM nhằm rút tiền mặt dễ dàng hơn. Sau đó, các đối tượng chiếm đoạt từ 8 đến 13% số tiền khách hàng đã chuyển. Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 770 triệu đồng của gần 300 nạn nhân. Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu các cơ quan đơn vị đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các đầu mối giao thông, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển và hàng không. Công khai hộp thư điện tử, số điện thoại, đường dây nóng để các tầng lớp nhân dân biết, trao đổi, chia sẻ, tiếp nhận, xử lý kịp thời các tin báo qua đường dây nóng. Xử lý nghiêm hoặc phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm về vận chuyển hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Nhằm không làm xói mòn cơ sở thuế, đảm bảo thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI, Bộ Tài chính mới đây đã đề xuất 4 nhóm chính sách lớn của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, gồm mở rộng cơ sở thuế theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và phù hợp thông lệ quốc tế, thông qua việc điều chỉnh phạm vi, đối tượng, rà soát chính sách miễn giảm thuế, sửa đổi bổ sung các nội dung của luật thuế thu nhập nhằm giải quyết những vấn đề bất cập, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Sửa đổi bổ sung các nội dung nhằm đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Sửa đổi bổ sung các nội dung nhằm đảm bảo mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế phù hợp với xu hướng phát triển. Vận tải hàng hóa bằng đường sắt có sự giảm tốc so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, vận tải hành khách mặc dù tốc độ phát triển tốt, song cũng chỉ phục hồi bằng 80% so với năm 2019. Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt còn chưa phục hồi hoàn toàn sau dịch COVID-19, trong khi vẫn gặp nhiều áp lực cạnh tranh với vận tải hàng không và đường bộ về vận tải khách. Vận tải hàng hóa sẽ bị ảnh hưởng do vận tải đường biển sau giai đoạn biến động cước tăng cao đã giảm trở lại mức cước cũ và cạnh tranh trực tiếp với đường sắt. Vận tải hàng hóa đang trở thành mảng kinh doanh mũi nhọn khi mục tiêu chiếm đến 70% doanh thu toàn ngành đường sắt. Việc nâng cấp cải tạo các khu ga hàng hóa cũng đã được Bộ Giao thông Vận tải đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2026. Hiện cả nước có 8 nhà ga đang được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đề xuất Bộ Giao thông Vận tải cho phép trở thành ga liên vận hàng hóa quốc tế nhằm nâng cao năng lực vận tải hàng hóa. Thưa quý vị, theo kế hoạch dự án cải tạo đoạn Vinh Nha Trang tuyến đường sắt Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh qua tỉnh Phú Yên phải hoàn thành trong tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên đến nay có hai hạng mục là mở mới ga Xuân Sơn Nam, huyện miền núi Đồng Xuân và nâng cấp mở rộng ga Đông Tác, thành phố Tuy Hòa không thể triển khai thi công vì vướng giải phóng mặt bằng. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông Tấn. Hạng mục mở mới ga Xuân Sơn Nam có tổng diện tích sử dụng đất hơn 1,1 ha. Tổng số hộ dân thuộc phạm vi ảnh hưởng của dự án là 49 hộ, trong đó có 32 hộ phải bố trí tái định cư. Các bước thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư đã được Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Xuân thực hiện. Khu tái định cư xây dựng xong vào tháng 4 năm 2022 với 32 lô, diện tích hơn 200m2 trên một lô. Các thủ tục bốc thăm, chọn lô tái định cư cũng đã được thực hiện. Thế nhưng người dân chưa thể dọn đến nơi ở mới và bàn giao lại mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công. Tiền ấy thì để mà di dời thì chưa có nhà nước chưa rót cho dân. Cho nên từ đó nó còn chậm trở. Rồi dân chỉ mong muốn là nếu đã đi thì dân đã chấp nhận hết rồi. Mà đi thì đi sớm, mà nếu đi trong cái mùa nắng, đỡ rồi còn muốn đợi xây cất nữa. Ủy ban huyện có tờ trình gửi cho tỉnh để xin và làm giá đất cụ thể. Và đồng thời Ủy ban huyện sẽ có chỉ đạo các ngành chức năng cùng với xã Xuân Nam để làm công tác vận động bà con thống nhất để nhận tiền, và đồng thời thì ra cái khu tái định cư để xây dựng nhà và giao lại mặt bằng cho chủ đầu tư. Theo tiến độ được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt, các hạng mục thuộc gói thầu số 8 phải thi công hoàn thành trong tháng 10 năm 2023.
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cam kết bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công ga Đông Tác trong tháng 3 năm 2023 và ga Xuân Sơn Nam trong tháng 5 năm 2023. Tính từ thời điểm bàn giao mặt bằng, thời gian thi công ga Xuân Sơn Nam là 11 tháng và thời gian thi công nâng cấp mở rộng ga Đông Tác là 4 tháng. Như vậy, chủ đầu tư không thể đáp ứng tiến độ theo yêu cầu. Đối với hạng mục ga Xuân Sơn Nam, thì dự kiến của địa phương sẽ bàn giao mặt bằng trong tháng 5. Và tháng 6 thì nhà thầu bắt đầu thi công và cái hạng mục mở mới ga Xuân Sơn Nam thì thi công trong vòng là 11 tháng. Cho nên nó sẽ là quá cái thời gian thực hiện dự án được giao là tháng 10 2023. Nhưng mà dư mà chậm tiến độ hay là đình trễ thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái khai thác của đường sắt. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cần đẩy nhanh hơn tiến độ giải phóng mặt bằng để thi công các hạng mục còn lại. Dự án này cần sự kết nối đồng bộ các hạng mục từ ga Vinh đến ga Nha Trang. Nếu chậm tiến độ quá lâu sẽ ảnh hưởng lớn đến việc đảm bảo an toàn và ổn định thời gian chạy tàu trên tuyến Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 19 tháng 3, sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh đã cử đội y bác sĩ mang theo 5 lọ thuốc giải kích độc đi Quảng Nam để điều trị. Đây là loại thuốc rất hiếm, thông thường Việt Nam không dự trữ hoặc cả nước chỉ có vài lọ. Đội y bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy gồm có các chuyên gia đầu ngành về hồi sức chống độc, hồi sức cấp cứu và dược. 5 lọ thuốc giải kích độc là botulinum atitoxin, heptavalent, BAT, dùng để giải độc tố Clostridium botulium. Đây là một loại thuốc rất hiếm và hiện chỉ có 5 lọ này tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Thông qua kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang đã khẳng định tất cả 10 bệnh nhân này đều ngộ độc botulium gian cá chép ủ muối chua. Ở 3 nhóm có 10 người, trong đó đã có 1 ca tử vong trước đó. Hiện 3 bệnh nhân nặng thở máy, mỗi người truyền một lọ BAT, theo dõi sát phản vệ trong và sau truyền và đang được theo dõi chặt chẽ người bệnh đang thở máy. Ngoài ra còn có 2 bệnh nhân còn lại đang tiếp tục theo dõi sát tình trạng yếu liệt để quyết định có sử dụng BAT khi cần thiết. Chuyển sang các thông tin quốc tế. Chiều 18 tháng 3, Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu đã tiến hành thảo luận bàn tròn đánh giá về hoạt động của hội trong thời gian qua và giới thiệu những dự án sắp thực hiện. Tham dự có đại sứ Việt Nam tại Pháp, đại diện các hội đoàn lớn của cộng đồng người Việt tại Pháp. Tại cuộc thảo luận, giáo sư Nguyễn Đức Hương, Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu AVSE Global cho biết, hiện nay tổ chức đang tiến hành rất nhiều chương trình tư vấn, hỗ trợ phát triển tại Việt Nam. Với sự tham gia của hàng trăm chuyên gia và nhà khoa học người Việt hiện đang sinh sống và làm việc ở nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm tổ chức chuỗi hội thảo và diễn đàn thường niên, chủ yếu diễn ra tại Việt Nam, liên quan đến những chủ đề thiết thực với sự phát triển của đất nước, các dự án tư vấn, tham vấn cơ quan trung ương, địa phương, doanh nghiệp, các chương trình đào tạo cấp cao, các dự án đổi mới sáng tạo, dự án nghiên cứu và phát triển, kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài. Phát biểu tại cuộc tọa đàm, đại sứ Đinh Toàn Thắng hoan nghênh những đóng góp của AVSE trải rộng từ Bắc đến Nam. Tuy nhiên, các dự án cần phải tiếp tục tỏa rộng hơn nữa để đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển của đất nước. Trong năm 2023, để tập trung vào mục tiêu đổi mới và sáng tạo, Chủ tịch AVSE cho biết sẽ tập trung kết nối dự án khởi nghiệp với các đối tác, nhà đầu tư, tham gia vào các hoạt động tư vấn phát triển, đóng góp vào quy hoạch chiến lược kinh tế, môi trường đất đai và nhiều lĩnh vực khác của nhiều địa phương và bộ ngành với tư cách là bên tư vấn hoặc phản biện chính sách. Hàng nghìn người đã tham gia cuộc tuần hành ở thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha ngày 18 tháng 3 để kêu gọi tăng lương và các biện pháp khác để có thể giúp giải quyết chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ. Cuộc tuần hành do Liên đoàn Công nhân Bồ Đào Nha kêu gọi diễn ra một ngày sau cuộc đình công toàn quốc của các công chức yêu cầu mức lương cao hơn. Liên đoàn muốn chính phủ thực hiện một gói các biện pháp chống nghèo đói, bao gồm kiểm soát giá đối với các mặt hàng thiết yếu, hạn chế tình trạng tăng giá thuê nhà, cũng như chi phí cho vay bất động sản. Phát biểu trước đám đông người tuần hành, Tổng thư ký Liên đoàn Isabel Camarena đề nghị chính phủ tăng lương ít nhất 10%, cao hơn tỷ lệ lạm phát, và tăng không dưới 100 euro, tương đương 108 đô la Mỹ cho tất cả người lao động. Trong năm 2022, lạm phát tại Bồ Đào Nha đã tăng lên mức 7,4%, mức cao nhất trong 30 năm qua. Ngày 18 tháng 3, Bộ trưởng Cảnh sát Nam Phi đã kêu gọi lực lượng cảnh sát cần kiên quyết thực thi pháp luật, đảm bảo trật tự trong bối cảnh đảng đối lập. Những chiến binh vì tự do kinh tế EFF đang kêu gọi biểu tình trên toàn quốc vào ngày 20 tháng 3 tới.
Bộ Quốc phòng và Bộ Cảnh sát Nam Phi cho biết đã sẵn sàng để đảm bảo trật tự trên toàn quốc. Bộ trưởng Cảnh sát Bheki Cele kêu gọi các sĩ quan cảnh sát kiên quyết thực thi pháp luật và cảnh báo tránh để xảy ra tình trạng bất ổn như vào tháng 7 năm 2021. Những địa điểm được đánh giá có nguy cơ rủi ro cao bao gồm sân bay quốc tế Or Tambo ở Johannesburg, sân bay quốc tế Cape Town và cảng xuất khẩu than Richards Bay. Ở giai đoạn này, tôi cho là không có nhiều người ủng hộ việc biểu tình. Người dân muốn tiếp tục làm việc. Chúng tôi muốn làm việc hiệu quả. Cơ quan tình báo và đặc nhiệm quốc gia Nam Phi đã đưa ra các cập nhật về an toàn và an ninh trước cuộc biểu tình. Nhiều cơ quan, công sở và trường học đã tuyên bố đóng cửa trong ngày 20 tháng 3 để đảm bảo an toàn. Tổng thống Cyril Ramaphosa đã cảnh báo rằng tình trạng hỗn loạn và vô chính phủ sẽ không được dung thứ. Rõ ràng là những biến động trong chính trị có thể gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân là điều mà không chính phủ nào mong muốn. Hơn ai hết, người dân và những doanh nghiệp tại Nam Phi vẫn còn nhớ rất rõ cuộc biểu tình trên diện rộng và đã biến thành bạo động vào giữa năm 2021. Những hậu quả và hệ lụy của sự kiện đó cho đến nay vẫn còn ảnh hưởng rất lớn đến cả chính trị, kinh tế và xã hội trên khắp đất nước. Có lẽ cũng chính vì lý do đó cho nên đối với sự kiện biểu tình trên diện rộng và được báo trước lần này, chính phủ và người dân Nam Phi đã thể hiện rằng chúng tôi đã sẵn sàng. Hồng Minh, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đưa tin từ thủ đô Pretoria, Cộng hòa Nam Phi. Hôm qua, tập đoàn năng lượng Eni của Italy thông báo vừa phát hiện thêm một mỏ dầu có trữ lượng khoảng 200 triệu thùng ở vùng lãnh hải của Mexico, cách bờ biển quốc gia Mỹ Latin này 65 km về phía đông nam. Cụ thể, mỏ dầu mới được phát hiện nằm dưới vùng nước có độ sâu trung bình thuộc khu vực thềm lục địa Sureste Basin trên vịnh Mexico, cách các mỏ dầu khác do Eni đang vận hành trong vòng bán kính khoảng 25 đến 30 km. Trong 8 mỏ dầu hiện đang được khai thác trên thềm lục địa Sureste Basin, tập đoàn năng lượng lớn thứ 7 thế giới này sở hữu 45% cổ phần, tập đoàn Capricorn Energy của Anh chiếm 30% cổ phần và tập đoàn Cinta Energy của Mexico chiếm 25%. Theo trang Worldometer, sở hữu trữ lượng dầu thô lên tới 9,7 tỷ thùng. Mexico hiện đang đứng thứ 17 thế giới về trữ lượng và thứ 11 về năng lực khai thác dầu thô với công suất 2,4 triệu thùng một ngày. Trong số đặc biệt chuyên về du lịch, tạp chí Time mới đây đã đưa quần thể kim tự tháp Giza và các di tích lịch sử trong khu khảo cổ Saqqara của Ai Cập vào danh sách những địa điểm tham quan tuyệt vời nhất thế giới trong năm 2023. Tạp chí Time sẽ đưa hình ảnh các đại kim tự tháp Giza lên trang bìa của ấn bản phát hành vào ngày 26 tháng 3 tới nhằm giới thiệu một số điểm đến thú vị và được săn đón nhất thế giới trong năm 2023. Time nhấn mạnh rằng việc Đại bảo tàng Ai Cập dự kiến sẽ chính thức khánh thành vào cuối năm nay được kỳ vọng tạo ra sức hút đối với ngành du lịch của Ai Cập. Đại bảo tàng nằm ở ngoại ô Cairo, trưng bày 100.000 đồ tạo tác, trong đó có nhiều đồ tạo tác chưa từng được công bố. Ngoài ra, khu vực khảo cổ Saqqara và những địa điểm khai quật đang hoạt động cũng được tạp chí Time đưa vào danh sách những điểm tham quan tuyệt vời nhất thế giới trong năm 2023, với công trình kim tự tháp Djoser, khu phức hợp xây dựng bằng đá hoàn chỉnh lâu đời nhất từng được biết đến trong lịch sử. Du lịch là một trong những nguồn ngoại tệ chính của Ai Cập, chiếm khoảng 12% tổng sản phẩm quốc nội của nước này. Ai Cập kỳ vọng lượng khách du lịch sẽ tăng gấp đôi lên 25 đến 30 triệu lượt vào năm 2028. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.